chào cả nhà đã quay lại kênh Nhật Cường TV. Điều đầu tiên chúc cả nhà một sáng vui vẻ, hạnh phúc, tràn ngập niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì Nhật Cường có một cái kỷ niệm mới nè, một cái lưu niệm mới nè, một cái chia sẻ mới nè cùng đến với cả nhà nha. Đó là Nhật Cường cùng những người em câu cá tại tiểu bang Maryland. Tiểu bang này nó gần Washington với Virginia. Và đây là chiếc cano của người em tên Tuấn. Chiếc cano rất là nhỏ, bé xinh xinh, ra biển câu cá. Thì hiện nay có hai anh em đi câu. Thì đây là một cái bãi đậu xe, rồi tắm biển, câu cá. Rồi ở đây thì nó sẽ tính cho mình là đầu người, cứ một người đưa vô thì 4-5 đồng. Ở đây cái nắng này cũng hơi gắt, cho nên cũng phải chuẩn bị kem chống nắng, đội nón mũ à, lâu quá giờ qua để kiếm được cái nón tơ bèo. Mỗi lần đội nón tơ bèo thì ai cũng sẽ nhớ cái bài câu vô cổ: nón tay bèo ai đòi nấy mua, chớ đâu phải của chùa mà đòi hoài không chịu trả. Câu vô cổ rất là vui ha. Và lát nữa thì chia sẻ những kỷ niệm lưu niệm và cùng đến cả nhà mình nha. Lúc là câu cá nha. Thôi bây giờ mình lên thuyền đây. Mặc dù mình đeo micro này nói rõ nhưng mà gặp gió thì nó cũng hù. Có gì nó có hù thì cả nhà cũng thông cảm nha. Chuẩn bị đồ chơi hết rồi. Móc lên à. Bỏ mua nước đá rồi mồi rồi. Cần này nó nhỏ nhỏ vậy cho thứ. Nó giọt dữ lắm đó. Ngon lành lắm. Chiếc này nó nhỏ nhỏ vậy cho nó giọt dữ lắm đó. Bên kia thì cũng có chiếc tàu nhỏ nhỏ, có hai cha con cũng ra biển nè. Bên kia cũng có hai vợ chồng ra biển. Cano anh em chúng tôi bắt đầu từ từ rời bến ra điểm câu cá. Chạy một tốc độ rất là nhẹ nhàng và tình cảm để còn quay những khoảnh khắc đẹp, cảnh đẹp cho cả nhà cùng xem nhé. Bồn nước nhưng thấy các chú bồ câu đậu ở phía dưới để nấp đắng, rất là khôn và thông minh nhé. Sau lưng của Nhật Cường là chiếc cọc Berit đó. Hiện nay đang ở vịnh Berit, tiểu bang Maryland nha. Thì cũng tâm sự cùng đến quý vị là đây là cái kênh rất là mới của Nhật Cường, đó là Nhật Cường TV trên YouTube. Thì cái kênh này mục đích của mình là nhằm chia sẻ niềm vui và vốn sống cùng đến cả nhà mình. Thì mong rằng cả nhà mình luôn ủng hộ nha. Và Nhật Cường cũng không quên là cảm ơn. Anh em cùng nhau ra biển để câu cá. Và được hay không mà chưa biết, nhưng mà đó là cái sản chết và cái niềm vui là chính à. Và chia sẻ đến cả nhà là 10 à, rồi sau đó được cả nhà ủng hộ nữa, rồi kênh YouTube có nhiều lượt view, rồi lúc đó có tiền nữa, cha sướng nha. 11 đã luôn. Sao hướng này á, là đi về là phải lên đi ra biển à, hướng này hả? Xuyên qua cầu á hả? Dạ. À, còn đó, đi dài hướng dài luôn á. Còn hướng này vô Baltimore. Hướng này vô Baltimore. Còn hướng phía trước này đi ra chạy đâm luồng ra đi ra biển. Hướng phía trước này. Dạ. Hướng này là băng qua cái cầu của phía bên kia của Maryland. Ocean City. Dạ, đi về Ocean City, đi hướng này đi hướng Ocean City về hướng này luôn. Tình hình là như thế này. Sau khi nắng quá, anh em chúng tôi cũng qua thức kem chống nắng rồi. Nhưng mà bây giờ để cho bớt nắng thì anh em chúng tôi tấp vô dưới chân cầu này để câu mấy chú cá nhỏ trước. Xong rồi lượm ơi, cái neo đã rớt xuống dưới đáy biển rồi. Ta chia tay nhau, chia tay hoàng hôn, có cái neo không mà cột không chắc để rớt xuống rồi. Làm sao đây? Phương án 1 của chúng tôi đã thất bại, không câu được ở dưới gầm cầu.
Bởi vì sau khi chúng tôi thả neo xuống thì làm bị cột dây không chắc, cho nên cái neo bị xúc xuống, rớt xuống dưới đấy, mất cái neo. Và cuối cùng chúng tôi quyết định ra giữa giữa khơi, gọi là giữa giữa dồn dịnh này để chúng tôi câu. Và tự nó trôi về đâu nó trôi thôi. Nó trôi hồi tôi qua tới Nam Mỹ luôn. Bạn ấy bây giờ đang chuẩn bị lấy mồi ra và tra vào lưỡi, chuẩn bị thả cần xuống. Sau xung quanh đây chúng tôi quan sát thì thấy rất có nhiều phao. Và những chiếc phao này chính là người ta thả lòng cua cho cả nhà. Đó. Rồi. Và cứ thế gắm lên một cái. Và cứ chờ, chờ từ đây đến tối sẽ trước sau cũng dính. Trong khi chờ đợi cá cắn câu buồn buồn làm một câu, chiều nay em đi câu cá về cho má nấu canh chua. Ô kìa con cua, mày đừng có nói nó chua xuống hàng, mày đừng có nói nó chua xuống hàng. Hàng hát được thành thử hát hàng. Nên là chờ mệt mỏi nha. Chà. Hơi bị nắng à, này mà không sức kem mệt à. Bạn kia lo sức kem đi nha. Tình hình này thấy là không ổn rồi đó. Cái nô là đơn giản nữa, thứ hai là không có mùi nữa, cho nên rất là mát. Anh thử là về hả? Đó, giờ là sức kem đi đó, đúng rồi. Sao cứ sức thoải mái bay, sức thoải mái, cứ xịt thoải mái. Bay chúng anh thì không sao, anh xịt đầy người rồi. Dưới chân nữa sức hết luôn ấy. Chứ không về nó lột à. Cháy nắng cháy da người làm rác bông cả người luôn. Hay quá. Cuối cùng cũng dính được một em. Đúng là vừa hát xong cá lồng tông là có ra con cá liền. Rồi tông về cho má nó con chua liền ra. Mình cũng có cảm giác á, nãy giờ cũng sát cá chứ câu được hai con rồi phải hết. Giờ câu cá nhỏ để làm mồi câu cá lớn. Để đừng mất cái neo, cái giờ chui dưới cầu câu cho nó mát đã. Đó, đó. Phải không? Trời ơi, nó quất hết luôn rồi. Nó quất hết luôn, không còn miếng gì hết. Trắng phếu. Dính hả, dính hả? Ồ, kéo lên, kéo lên, kéo lên. Còn mấy phao á. Ồ, ghê quá, bự quá. Bự nhất trong đám nãy. Bây giờ câu cá nhỏ. Rồi xong rồi về lấy cá nhỏ nè. Làm mồi để câu cá lớn. Mà chờ đàn cá lớn mà nó tới nó ăn. Chắc lúc đó răng mình rụng, tóc mình bạc. Tình hình này không ổn. Thôi bây giờ tranh thủ mình châu câu cá nhỏ đi, mình về mình chiên hoặc mình kho một mớ mình ăn đi. Chứ cá nhỏ nãy giờ là cũng là nhiều rồi đó, cũng nãy giờ có mười mấy em rồi đó. Món làm cành đào lắm á. Biết đâu được con cá lớn phóng vô thôi, xong. Nói sao câu cá sao? Như kéo máy vậy đó. Kéo máy trong cái mỗi lần bỏ tiền casino xuống, hả? Mỗi lần bỏ tiền xuống giống như bỏ thả mồi xuống vậy. Mà anh thấy kéo máy khó trúng, thấy kéo máy nó khó trúng chứ thôi. Còn câu cá này trúng thấy giờ trúng hoài liên tục luôn á. Đấy giờ cũng vài chục em rồi đó, giỡn hoài. Kệ nó về mình kho, mình luộc, mình chiên gì đi. Cá lớn không được thì cá nhỏ. Ở đây câu thì lý thú. Cảnh nhìn cái cầu rất là đẹp. Ok. Nhưng có điều là nắng. Đâu có sao đâu. Nãy giờ cá lồng tông nhiều. Neo thuyền đây mất cái neo cho nên giờ nó cứ trôi vô bờ luôn. Anh em chúng tôi bắt đầu đổi phong thủy qua một hướng khác không? Làm cái gì cũng phải có phong thủy. Một cái tàu cách buồm là
thì khỏi, đỡ tốn xăng. Tính ra hai cái cầu này nó cũng dài ghê ha. Một cái cầu thì chạy xe chạy qua, cái cầu xe chạy lại, quá dài. Làm hai cầu thì chắc tiền không. Nhiều khi mình ngồi mình câu lâu lâu không có trúng cá, mình cũng sàm sàm cho đỡ buồn, hát rồi cho nó du dơ cho nó quên đi. Ở dòng mà trúng cá liên tục đó, thì đâu có thời gian mà hát. Nắng cháy xa người làm rác bông bàn tay, có phải chăng cất giận cạn buồn, chẳng muốn nhìn dấu chân anh kỷ niệm. Tắt máy sợ nó trôi hả? Chứ nổ máy cá sao dám vô. Đó, tắt cho nó im đi. Cá cắn câu biết đâu mà gỡ chim vào lòng, biết thuở nào ra, không biết lúc nào ra thì à. Nói gì đó à. Khoai không, không, không ngọt. Tiếp tục là một em nữa. Caro nó lễ hết mồi quá. Chợ cá lớn ăn bột xương. Cá lớn nè. Đúng không? Đấy quay không? Đó, quay rồi. Quay cực kỳ khó vô luôn. Hả? Đúng rồi, bự quá, ngon bự á. Quá lạ. Đợi, để... bự quá, trời ơi bự luôn. Ngon ghê. Bự hơn chút. Bự hơn chút mà. À, vô được chứ chân cầu mát hẳn đi. Nó khỏe hẳn nhẹ, cái người gì đâu sung sướng mà đâu. Nhìn cái view đẹp quá. Bây giờ anh em mình dạo vòng phong thủy lần thứ hai đi. Rồi mình câu cá tiếp, biết đâu trúng chỗ nhiều hơn. Cái anh em mà mấy cái này mà gặp mấy cái anh em mà câu cá hội nhà nghề, nhất là ở Hilton, nó nhìn thấy anh em mình nó sợ. Mình là nó sợ liền, nó bỏ cần, nó bỏ nghề liền. Mình là thuộc cái thành phần mà câu, mà thuộc loại mà amateur. Muốn câu câu, muốn nghỉ nghỉ, muốn chạy vòng vòng chơi. Bây giờ chạy vòng vòng chơi, quay cảnh đẹp cho coi nè. Rồi đóng máy đó, giọt. Giờ ta đang tiếp cận ngọn hải đăng ở giữa vịnh nha. Cái hải đăng đó, cái hải đăng tuốt đằng kia đó chứ. À. Cách xa nhau chứ. Coi rõ hơn nè. Cá lù đù. Đó là em của cá á đù. Lên đền giữa vịnh rồi đó. Đó tàu con cá. Đó là center console. À, con cá có hai người. Center console. Buồn làm chi anh ơi, trước sau cá cũng căng liền. Cớ sao mà tháng giang để rồi cá chạy mỏi lung tung. Mê câu cá suốt ngày nên thân anh hao gầy, rồi ăn năn da thịt đen thui. Buồn làm chi em ơi,
hát cỡ đó mà cá cũng cắn câu thôi. Như cá nó không thích mình hát, thấy hát dở quá nó không chịu. Thường thường á nha, nó có những cái chiếc cano, nó có cái máy hay du thuyền, nó có máy đo, nó bò đo nó biết có cá tới. Còn mình cũng có cái máy nữa, mình là máy ăn, đem vợt vớt cá là ghê lắm, mà toàn là cá lòng thông không. Hay cắn cắn đi em, cắn đi em, cắn đi em, đừng ngại ngùng. Và hãy cắn câu đi em, cá lớn ơi đừng ngại ngùng. Ồ, dính rồi, hay quá, dính nửa con cá. Nửa con cá này nằm hoài, chứ bây giờ nửa con cá. Ây. Anh em tôi tiếp tục đổi phong thủy tiếp, vào gần bờ câu dừa, câu cá vừa ngắm những ngôi nhà biệt thự trông rất đẹp và bắt mắt nha. Đó, ô chỗ đây nhiều cá. Cái nào có chim tới là coi gọi có cá. Đó, bự ghê không? Ở chừng còn bự con hồi nãy chút. Còn nãy chút. Nói chung là rau chiên. Cá nhỏ thì ăn trùng, cá lớn thì ăn cá bé. Còn cá gì ăn con cá lớn? Cá người. Yo! Đó. Tươi như hoa như xinh. Ủa con này bự nè. Con này ngon lành hả? Ở đây có cái này nè, cá lù đù nè. Cá lù đù hả? À. Được con lù đù rồi đó. Nó còn bự nữa. Đó. Đó, con này cũng được nè. Đó. Được, quá trời. Ngon lành. Ngon lành nhưng mà không có cành đào. Để đi, có còn hơn không? Nãy giờ mình câu cũng được 6-7 con đấy đâu hết đâu. Cũng được 20 rồi ha. Đó, cuối cùng cũng câu được em cá lù đù ha. Rất là vui, thở, mở liền đi. Mở liền đi, đó, được nãy giờ cũng 2-3 em lớn rồi đó. Rồi, tiếp tục. Ồ, dính, cần dính luôn, dính. Dính bên kia nữa kìa, bên kia nữa kìa. Đó, cá lù đù, cá đây cá ngon không? Bự ngon rồi nha. Cứ bỏ xuống, giật cái con kia đi. Bỏ xuống đại ở đây, giật đi. Đó. À, dính không kịp luôn ha. 2-3 cần luôn ha. Ký lô mà trừ 900. Được à, em này có bộ lớn à, cũng ngon lành lắm à. À, công nhận nha, mình vô tới cái chỗ này làm như đúng cái luồng cá câu dính liên tục à. Đã thiệt ha. Lần sau mình đi câu vô gần bờ là chắc ăn này, cá rô là bự nè. Đó, con này về chiên ăn ngon. Hả? Mồi bự. Cá nó cũng quất tơi tả rồi đúng không? Tơi tả. Nãy giờ hai anh em cũng làm khá khá về cho má nó bên chùa rồi đó. Có còn dư tí xíu chiên kho bữa cơm chiên đậm bạc. Luộc mấy cái trứng vịt với luộc ít rau muống. Ngon tuyệt vời, còn gì bằng. Nữa hả? Con này lớn không? Cũng có được bình bình nhỏ nhỏ, con này lớn nhất. Con này lớn nhất.
gai không, con này gai không? Rô mà. Rồi, đường con, đường con. Bên kia đường con bự luôn kìa. Đó, hai em. Rồi lỡ đó trước đi, mở lỡ này. Khổ ghê chưa, vừa câu mà vừa quay phim để lưu lại những khoảnh khắc này để làm kỷ niệm. Đó, dính này. Đó, dính rồi. Dính rồi đó. Đó, dính rồi, dính rồi, dính rồi, dính rồi. Dính rồi, kệ nó, nhỏ to không được hay nhiều việc khi con mà con mới thả xuống. Được. Con chấm này được không? Được. Chấm đâu rồi được phải không? Mới thả xuống đây. Đây. Cá đây nhiều quá, đúng ổ cá đù đù. Vô liên tục vậy. Đó, giữa thấy không? Con bự á. Cái từng đứt á. Từ từ, từ từ. Để cho nó mệt. Cho nó chảy ra một chút. Anh mà kéo kéo á là một hồi nữa nó đứt á. Hiểu không? Cho nó chơi, cho nó mệt một chút. Ừ. Chính con blue rồi đó. Muốn quay không? Muốn em quay giùm không? Quay ra. Sợ sướng rồi. Mình phải đang cầm có vợt, có lấy vợt thì thấy sao? Rồi cho nó lên. Đừng để là mực nước cái gớt xuống nè. 43 giây luôn đó. Lắc nhiều quá khán giả con không được. Rồi từ từ đi. Rất là chậm thế không? Con này chắc bự lắm nha. Ây da, đúng một con. Rồi xong. Đúng là hài hước. Thấy nặng cần quá trời, cuối cùng coi như xíu. Thấy chưa? Rồi. Móc ngay mắt kêu ơi. Rồi. Mắt luôn hả? Ngay mắt luôn. Nhiều quá. Nó nhiều quá, giống kiểu vậy luôn. Phải không? Đó. Cá lập đờ. Flounder, flounder. Lúc đầu anh em tôi dự đoán khoảng đâu 20 con. Nhưng bây giờ là thành tích nó lên quá nhiều rồi. Giờ nó lên tới 6-70 con à. Câu nãy giờ là 4-5 tiếng đồng hồ. Mặt trời sắp lặn luôn rồi. Tích của anh em tôi đây đó, quá trời luôn, cá đủ loại cá hết, cá này đem về nè, làm nước mắm tỏi thật ngon rồi mình chiên lên ha, rồi mình rau muống trứng luộc, trời nhắc thôi thèm. Và bây giờ là lúc Nhật Cường nói lời chia tay đến cả nhà. Thì cảm ơn cả nhà đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh mới Nhật Cường TV nha. Rất là thương Nhật Cường, mến Nhật Cường, rất là yêu quý. Và hãy nhấn đăng ký subscribe Nhật Cường nha. Chân thành cảm ơn cả nhà đã luôn đồng hành và chia sẻ. Rất cảm ơn.